Oh, so where's your socks? Where's your socks? Lạnh chân lạnh. Vẫn còn đi cái bóc à? Thôi, đem lấy bên kia đi. Có nhiều người đây. Đẹp quá à hả? Nhiều người đây. Lưỡng quá hả? Ở bên đây cũng là chuyện luôn hả? Đóng bắp à? Cái cha chuẩn lạnh không có vỡ. Thế là băng giới rồi. Có, ông tên gì? Brandon Lee. Con lông mày đó. Nó mới ra trường à? Brandon Lee Nguyen, 6 months old. My new nephew. 5 and a half. Oh, 5 and a half months. Look like he has eyelashes now. Hello, Brandon. How are you? Hello. Hello. Má con đuổi con vậy hả? Má con bưng nó tiền vậy đó hả? Thì con nằm hoài vậy đó hả? Chị mẹ nó có mua con đồ chơi cho con như vậy. Bad aunt. Ủa? Đâu có expect nha, chú biết là chú mua cho nó mấy đồ chơi nó chơi. Ủa nó đẹp quá, cột chụp cho nó cầm con cột. Quá đẹp. There you go. Mẹ chụp cho mẹ đi.